mến chào các bạn trở lại với chương trình Việt Nam 360, một chương trình bình luận thời sự do kênh YouTube Việt Tân thực hiện. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Mong là các bạn sẽ tiếp tục giúp chia sẻ chương trình đến cho nhiều người cùng xem. Và nếu các bạn chưa ghi danh với kênh YouTube Việt Tân thì hãy bấm nút ghi danh để có thể nhanh chóng đón xem những chương trình trên kênh YouTube Việt Tân. Vâng, thưa các bạn, theo đề nghị của một số bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về tình hình chính trị tại Thái Lan, trong chương trình Việt Nam 360 hôm nay, Xuân Phương sẽ đề cập về làn sóng đấu tranh của tập thể sinh viên, thanh niên ở Thái Lan hiện đang được dư luận quốc tế quan tâm chú ý theo dõi, đặc biệt là sau khi phong trào dân chủ của giới trẻ Hồng Kông bị Bắc Kinh đàn áp nặng nề với bộ luật an ninh quốc gia được đưa ra vào đầu tháng 7 vừa qua. Thật ra thì phong trào đấu tranh của giới thanh niên, sinh viên Thái Lan đã bắt đầu từ tháng 2 năm nay, chống lại chính quyền độc tài quân phiệt của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Nhưng sau đó, phong trào đã bị ngưng một thời gian vì đại dịch COVID-19. Ngày 18 tháng 8 vừa qua, đã có gần 10.000 sinh viên tụ họp ở tại Công trường Dân chủ ở thủ đô Bangkok và đưa ra ba yêu sách, đó là giải tán quốc hội, chấm dứt sách nhiễu các nhà hoạt động và sửa đổi hiến pháp mới. Từ đó đến nay, phải nói là các cuộc biểu tình đã gây sức ép không nhỏ đối với chính phủ của Thủ tướng Prayut cũng như đối với cả quốc vương Khama 10 khi mà những người biểu tình đòi hỏi phải cải tổ chế độ quân chủ lập hiến. Tại sao mà làn sóng biểu tình của giới thanh niên sinh viên Thái Lan lại bùng nổ giữa cơn đại dịch COVID-19 và đòi cải tổ chế độ quân chủ lập hiến vào thời điểm này? Để hiểu rõ hơn về vấn đề, chúng tôi xin mời các bạn cùng nghe những nhận định của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân trong chương trình Việt Nam 360. Xuân Phương xin kính chào ông Lý Thái Hùng. Cảm ơn ông đã trở lại với chương trình Việt Nam 360 hôm nay. Dạ vâng, Lý Thái Hùng một lần nữa chào chị Xuân Phương và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Việt Nam 360. Vâng, thưa ông Lý Thái Hùng, cơn đại dịch COVID-19 tuy đã giảm bớt ở châu Á, nhưng vẫn còn là một cái mối đe dọa, vẫn có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào như ở châu Âu và Hoa Kỳ hiện nay. Nhưng mà những cái cuộc biểu tình do các thanh niên, sinh viên Thái Lan tổ chức liên tục từ giữa tháng 10 đến nay đã gây một sức ép không nhỏ đối với chính phủ của Thủ tướng Prayut, buộc chính phủ phải có thái độ hòa hoãn hơn và rút lại lệnh cấm tụ họp trên 5 người. Theo dõi những kỹ thuật và các mục tiêu đấu tranh của các sinh viên thanh niên Thái Lan, ông Lý Thái Hùng có liên tưởng đến điều gì không? Vâng, tôi nghĩ rằng là chị Xuân Phương cũng như quý vị mà theo dõi liên tục những cái cuộc biểu tình hàng đêm ở tại Bangkok mà do sinh viên, học sinh tổ chức. Tôi nghĩ rằng là chúng ta nhớ lại một số những cái kỹ thuật cũng như là cái mục tiêu đấu tranh của phong trào thanh niên sinh viên ở tại Hồng Kông vào năm 2019. Nó có một số những điểm tương đồng mà tôi nhìn ra và cũng như một số những báo chí quốc tế cũng đã đề cập. Cái điều tương đồng đầu tiên đó là mình nhìn thấy trên đường phố ở tại Bangkok vào những ngày 17, 18, 19, 20 vừa qua đó, có thể là hàng ngàn sinh viên học sinh mà những người tham dự đều có đội mũ an toàn, có mặc áo mưa, có đeo khẩu trang và cầm dù. Thì mặc dù Bangkok vào lúc đó đó mưa rất là lớn, mưa tầm tã, nhưng mà họ lại coi như là đội mũ an toàn rồi đeo khẩu trang, cầm dù đó là nó không phải chỉ là che mưa mà họ để tránh khi mà cảnh sát dùng vòi rồng để mà coi như xịt nước tấn công đoàn biểu tình, và cũng như là để giữ sự an toàn khi mà bị tấn công, bị cảnh sát coi như là đàn áp. Cho nên cái điều này nó cũng giống như bên Hồng Kông, khi mà những người biểu tình đã đội mũ an toàn cũng như là mặc áo mưa cũng như là đeo khẩu trang. Cái điều thứ hai đó là sinh viên ở tại Bangkok cũng áp dụng một cái phương pháp liên lạc giống như ở bên Hồng Kông, đó là Telegram. Họ dùng cái ứng dụng Telegram để mà tách với nhau về cái địa điểm tụ họp, về cái giờ giấc hoặc là nơi di chuyển, hoặc là khi bị tấn công, bị cô lập thì đào thoát ra như thế nào.
họ chỉ cả những đường đi, vẽ ra một số những cái nơi trốn mà có thể trốn tránh được khi mà một cái nhóm nào đó hay là một đoàn nào đó bị coi như là cảnh sát cô lập. Và họ cả sử dụng một cái trang web lấy tên là Thanh niên tự do. Nơi đó có khoảng chừng 200.000 người truy cập. Đến nơi đó họ thông báo về giày giấc và hướng dẫn về cách đi biểu tình làm sao cho an toàn. Thì cái điều này nó cũng giống như bên Hồng Kông cũng đã từng có một cái trang web tương tự như vậy để mà hướng dẫn những người trẻ tham gia biểu tình. Cái điều thứ ba nữa đó là họ rút kinh nghiệm trong cái cuộc biểu tình lần đầu tiên ra quân vào tháng 8 vừa rồi đó. Thì sau đó có một số những cái người lãnh đạo của phong trào trẻ ở tại mọi góc bị bắt hay là bị theo dõi. Thì lần này những cuộc biểu tình trên đường phố đó là mọi người đều giống như nhau, không ai coi như là đứng ra xác động hay là ai đứng ra coi như là kêu gọi, mà tất cả mọi người đều coi như là liên lạc với nhau bằng Telegram và không có ai nổi ở trong đoàn biểu tình để có thể coi như bị cảnh sát bắt giữ hoặc là theo dõi. Thì cái điều này nó cũng giống như là phong trào sinh viên ở tại Hồng Kông, tất cả mọi người đều giống nhau và tất cả mọi người cùng điều động, cùng hướng dẫn với nhau để mà coi như hô những khẩu hiệu hoặc là tránh né khi mà bị cảnh sát coi như là dồn vào những cái chỗ nguy hiểm để mà coi như là trấn áp những đoàn biểu tình. Và cái thứ tư có thể được gọi là giống nhau đó, là trên đường phố sinh viên học sinh của Bangkok cũng áp dụng giống như sinh viên Hồng Kông đó, họ dùng một số những cái phương pháp bằng cái tín hiệu tay để mà liên lạc báo hiệu với nhau trên đường phố, là bởi vì trên đường phố với hàng ngàn người như vậy họ không thể nào sử dụng bằng cái hệ thống truyền thông hay là micro để mà nói được, bởi vì cảnh sát không cho phép. Thì họ đã dùng tay để mà liên lạc với nhau và báo những tín hiệu. Ví dụ như họ đưa hai tay lên và cầm lại giống như hình tam giác ở trên đầu đó, thì họ báo rằng là họ cần mũ an toàn. Tức là cái nơi đó có người bị thương thì họ yêu cầu để đằng sau coi như là chuyển cái mũ an toàn đến cho những người có ở tuyến đầu đang gặp nguy hiểm. Hay họ đưa cái tay phải lên và chéo hai ngón tay lại với nhau đưa thật cao, thì họ cho biết là cái nơi đó, nơi mà được hai ngón tay chéo đưa lên đó, đó tức là có người bị thương, có người bị tấn công và cần cái đội coi như là cứu thương đến để mà đưa những cái người bị thương đó ra khỏi cái chỗ biểu tình. Hoặc là họ đưa cái nắm tay phải lên thật cao và cái nắm tay phải đó họ đưa về phía sau, tức là cái nắm tay đã đưa về phía sau thì cho biết rằng là phía trước bị tấn công, đằng sau phải rút lui để coi như đằng đằng trước họ có thể coi như là tháo lui khi sự tấn công của cảnh sát. Thì nói chung là những cái tín hiệu đó giúp cho đoàn biểu tình có thể di chuyển hoặc là bảo vệ lẫn nhau, và cái phương pháp này có thể nói là ứng dụng từ những cái gì mà sinh viên của bên Hồng Kông họ đã áp dụng. Thì nhìn qua một số những cái giống nhau như vậy đó, thì rõ ràng lần này cái sự xuống đường của sinh viên ở tại Bangkok đó, thì nó cũng có một số những cái mục tiêu hoặc là những đòi hỏi nó giống như là ở phong trào ở tại Hồng Kông. Ví dụ như ở Hồng Kông đó thì họ kiên quyết là đòi bà Carrie Lam, tức là đặc khu trưởng, phải từ chức, và thứ hai là phải bãi bỏ cái việc mà dẫn độ cũng như là cái luật an ninh quốc gia. Thì ở tại Bangkok thì sinh viên cũng đòi hỏi là thủ tướng Prayut phải từ chức cũng như là phải cải sửa hiến pháp thì và cải tổ cái chế độ hoàng gia. Thì những cái đòi hỏi này có thể nói là nó đã tương đồng và nó nói lên một cái nguyện vọng chung, đó là xây dựng thành một cái thể chế dân chủ, và đặc biệt là cái cuộc biểu tình lần này nó sử dụng những cái hệ thống có thể nói là mạng xã hội để mà liên kết với nhau giữa vấn đề Hồng Kông cũng như giữa vấn đề Bangkok. Thì đó là cái điểm đặc thù chúng ta nhìn ra trong cái lần biểu tình này ở Bangkok, thưa chị. Đúng là chúng ta thấy giữa phong trào biểu tình Hồng Kông và phong trào biểu tình ở Thái Lan có nhiều điểm tương đồng trong cách tổ chức các cuộc biểu tình cũng như cách đưa ra những cái đòi hỏi để mà tạo áp lực tối đa lên chính quyền. Thật ra thì thấy đây không phải là lần đầu tiên mà ở Thái Lan diễn ra những cái cuộc biểu tình. Phải nói là đất nước Thái Lan trải qua khá nhiều giai đoạn bất ổn chính trị. Nhưng mà trong những cái cuộc biểu tình trước đây đó, thì người ta luôn luôn thấy xuất hiện hai cái lực lượng biểu tình đối chọi với nhau, đó là phe áo vàng và phe áo đỏ. Nhưng mà những cái cuộc biểu tình hiện nay đó, thì người ta hoàn toàn không nhìn thấy cái hình ảnh áo vàng áo đỏ nữa, mà người ta thấy cái hình ảnh giới trẻ. Sự thay đổi này mang ý nghĩa gì thưa ông Lý Thế Hùng?
Đúng đó chị Xuân Phương. Nếu chúng ta nhìn lại 10 năm trước đây, tình hình nghĩa là biến động chính trị ở tại Thái Lan đó, thì hai cái hình ảnh mà nó đập vào mắt mọi người và nhiều khi nó cũng trở thành một cái điểm đặc thù của du khách mà khi đến Bangkok đó, đó là biểu tình của phe áo đỏ rồi phe áo vàng. Tôi nhớ là năm 2014 đó, phe áo đỏ hay phe áo vàng họ chiếm cả một cái khu phố, nghĩa là suốt gần một tháng trời liên tục như vậy đó, thì rõ ràng nó tạo ra một cái hình ảnh là biểu tình ở bên Thái Lan là phải có phe áo vàng, là tương trưng là cái phe mà ủng hộ nhà vua, phe áo đỏ là phía nhân dân phản đối lại những cái chính quyền và nghĩa là thân với nhà vua. Thì sở dĩ tại sao nó có những cái hình ảnh như vậy và ngày hôm nay hoàn toàn không có, thì tôi cho rằng là đó là cái hình ảnh áo vàng áo đỏ, đó là cái quá khứ của Thái Lan. Còn cái cuộc biểu tình ngày hôm nay tôi cho đó là cái tương lai của Thái Lan trong thời gian tới đây. Thế thì trước khi chúng ta nói về vấn đề tương lai của Thái Lan trong thời gian tới đó, và tại sao nó có cái ý nghĩa của cái cuộc biểu tình ngày hôm nay, nó mang cái đặc tính gì, thì chúng ta cũng lược sơ qua tí cái quá khứ của Thái Lan. Thì chắc quý vị cũng nhớ là năm 1997 đó, thì nó xảy ra một cái khủng hoảng tài chính rất lớn tại Á Châu. Và cái cuộc khủng hoảng tài chính này nó ảnh hưởng đến cái tình hình kinh tế của Thái Lan, đó là bị điêu đứng và gặp rất là nhiều khó khăn. Và Thái Lan đã phải vay mượn một số tiền khẩn cấp để mà coi như là giúp cho cái nền kinh tế phục hồi. Nhưng mà trong cái rủi là cái khủng hoảng kinh tế đó, nó cũng đưa đến một số những cái sự thay đổi chính trị ở trong nội bộ của Thái Lan. Và từ sự thay đổi đó đã đưa đến cái sự cải tổ hiến pháp và đã chấp nhận một cái nền tảng sinh hoạt nó mở rộng hơn, đó là sự tham dự của nhiều đảng phái chính trị. Và trong cái bối cảnh đó, đó thì ông Thaksin Shinawatra là một cái tỷ phú về viễn thông ở tại Thái Lan, thì ông đã cùng với một số người đã lập ra một cái đảng nó gọi là Thái Rắc Thái, tức là người Thái yêu người Thái, để mà ra vận động tranh cử. Và ông nhắm vào cái việc là hỗ trợ để làm sao tranh đấu cái tiếng nói của những người nghèo, những người ở nông thôn. Và ông đã thu hút cái sự ủng hộ rất đông của quần chúng ở nông thôn. Và vì lý do đó mà đảng Thái Rắc Thái đã chiếm coi như kỷ lục ở trong quốc hội, và ông đã trở thành thủ tướng năm 2001. Và cũng từ cái đường lối đó, ông đã bành trướng những cái ảnh hưởng, cho nên ông đã thắng cử luôn cái đợt bầu cử thứ hai năm 2005 và ông trở thành thủ tướng. Và đương nhiên khi mà cái ảnh hưởng của ông coi như là thật chính như vậy đó, nó có nghĩa là một số những sự tác động đến hoàng gia, là bởi vì có một số những cái phát biểu của ông hoặc là những người liên hệ đó công kích về phía hoàng gia, cho nên làm cho những người ủng hộ hoàng gia cũng như một số những đảng phái mà thân với nhà vua đó bất mãn. Thì từ đó họ lập ra một cái liên minh, nó gọi là liên minh nhân dân vì dân chủ, và họ mặc áo vàng mỗi lần đi biểu tình để coi như là chống lại chính quyền chính phủ của ông Thaksin, và coi như là tố cáo là tham ô nhũng lạm, đòi phải điều tra và đòi phải lật đổ. Thì năm 2006 thì có lẽ là do cái sự ý ông Thaksin đã rời Bangkok đi qua New York để mà tham dự cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì ở nhà quân đội đã đảo chánh, và lúc đó ông đã phải coi như là không thể quay trở về, phải đi qua Anh để mà tị nạn chính trị cho đến ngày hôm nay. Thì khi mà chính quyền Thaksin đã sụp đổ như vậy, thì những cái đảng phái và những cái người còn lại ủng hộ ông đó thì mới giận dữ, mới lập ra một cái liên minh khác, đó là Mặt trận Thống nhất Quốc gia vì Dân chủ chống độc tài, họ mặc áo đỏ để ra ngoài đường coi như là chống đối và vận động để làm sao phục hồi lại cái chức vụ thủ tướng của Thaksin. Thì từ đó có thể nói rằng là từ năm 2006 cho đến năm 2014, người em gái của ông Thaksin, tức là bà Jinlak, bị lật đổ do cuộc đảo chánh năm 2014 đó. Thì có thể nói cuộc biểu tình là do mỗi lần xuống đường, đó là phe áo đỏ xuống đường thì có phe áo vàng, mà áo vàng xuống đường thì có phe áo đỏ, thì đã tạo ra cái tình cái là hỗn loạn chính trị như vậy. Thì có thể nói rằng là những cái đó là cái quá khứ, và đó là sự tranh chấp giữa những cái đảng phái, những cái phe nhóm, nghĩa là quyền lực, nghĩa là thân nhà vua hoặc là không thân, hoặc là bên quân đội, hoặc là vận động quần chúng để mà tranh chấp những cái thế lực chính trị với nhau. Nhưng mà lần này đó thì chúng ta theo dõi cái cuộc xuống đường của anh chị em thanh niên sinh viên học sinh của Thái Lan đó, thì mặc dầu họ vẫn chủ trương là cải tổ hiến pháp, đòi dân chủ, nhưng mà nó có hai cái đặc thù mà có thể nói là hoàn toàn khác với những cuộc biểu tình của quá khứ khi mà chị Xuân Phương nhắc đến áo vàng áo đỏ. Cái khác đầu tiên đó là họ nhắm thẳng vào hoàng gia. Ở xứ Thái đó, hoàng gia có thể nói là được tin tưởng
và tôn trọng một cách tuyệt đối. Và những ai mà có những cái hành động khi quân phát biểu mà coi như xúc phạm đến vua đó là bị ở tù 15 năm. Cho nên vì lý do đó có thể nói rằng là không ai coi như là có cái hành động hay là phát biểu gì đến xúc phạm đến vua. Nhưng mà lần này sinh viên học sinh đã đặt thẳng vấn đề là phải cải tổ lại chế độ coi như hoàng gia và đưa ra những cái yêu sách để thay đổi như vậy đó, thì rõ ràng đây nó là một cái cuộc cách mạng lớn và coi như họ đối đầu thẳng với chế độ hoàng gia. Đó là cái điểm đặc thù thứ nhất mà từ xưa giờ không bao giờ có. Cái điểm thứ hai đặc thù nữa đó là có thể nói rằng là trong những năm trước đây đó, cuộc biểu tình của phe áo đỏ áo vàng đó, nó là những cái sự đứng đằng sau của những phe nhóm ủng hộ ông Thaksin Shinawatra hay là phản đối, và nó sự can dự của những đảng phái, những cái tổ chức chính trị. Nhưng mà lần này hoàn toàn không có, lần này hoàn toàn không có cái sự xuất hiện áo vàng áo đỏ, cũng như không có những cái đảng phái nào, mà tất cả là những người trẻ xuất thân hoặc là đang học từ các trường đại học lớn ở tại Bangkok, và họ là lên tiếng kêu gọi để mà làm một cuộc thay đổi ở tại Thái Lan, ví dụ như là đòi cải tổ hiến pháp, đòi giải tán quốc hội, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là đó là hai điểm đặc thù của cái cuộc đấu tranh lần này, mà điều đó có thể nói rằng là đây nó là những cuộc biểu tình để thay đổi cái tương lai của Thái Lan đó, thưa chị. Như ông Lý Thái Hùng có nói thì từ trước đến nay, quốc vương Thái Lan được dân chúng tôn kính tuyệt đối. Thái Lan có cả luật để mà trừng phạt tội khi quân với một bản án lên đến 15 năm tù. Quốc vương Thái Lan cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với chính trị ở trong nước. Nhưng bây giờ thì phong trào biểu tình của giới thanh niên, sinh viên Thái Lan lại đòi cải tổ chế độ quân chủ. Họ còn đưa ra một cái kiến nghị ở trên trang mạng change.org yêu cầu chính quyền Đức ngăn chặn quốc vương Khama 10 vào Đức với quy chế quốc tế gọi là persona non grata, tức là một người không được hoan nghênh. Như vậy, có nghĩa là có một cái động lực rất lớn mới khiến cho những người trẻ dám đòi cải cách chế độ vương quyền như vậy. Ông Lý Thái Hùng có thể cho biết mục tiêu yêu cầu cải tổ chế độ quân chủ lần này mang nội dung như thế nào? Như chúng ta biết là Thái Lan cũng giống như là Việt Nam, Campuchia, Lào là những cái chế độ quân chủ trong quá khứ, ở thế kỷ 18-19. Và cái triều đại Rama ngày hôm nay ở Thái Lan đó, có thể nói rằng là nó đã có từ năm 1782, kéo dài đến nay là gần 258 năm. Và có 10 cái triều đại Rama liên tục như vậy. Thì Đức Quốc Vương ngày hôm nay là Rama 10 được lên nhiếp chính vào năm 2017. Quốc Vương Rama 9, tức là vua Bhumibol đã băng hà vào năm 2016. Cho nên coi như là Quốc Vương Rama 10 đó lên chấp nhiếp chính trong thời gian gần đây. Nhưng mà nói về chế độ quân chủ ở tại Thái Lan đó, thì cũng có nhiều cái diễn biến mà đáng cho chúng ta chú ý. Là đương nhiên, với chế độ quân chủ thì vua là thống trị hết toàn bộ mọi lãnh vực. Nhưng mà đặc biệt Thái Lan đó, thì năm 1932 nó xảy ra một cuộc đảo chánh là do một nhóm tướng lãnh trẻ đã làm cuộc đảo chánh này. Và cuộc đảo chánh đã buộc nhà vua, tức là Rama 8, là phải chấp hành thay đổi về vấn đề coi như là cái thể chế, tức là từ chế độ quân chủ đổi thành quân chủ độc hiến, tức là giống như cái nền tảng chính trị ở tại Anh hay tại Nhật Bản, tức là vua lãnh đạo ở bên trên, nhưng mà vấn đề điều hành xã hội và điều hành chính trị quốc gia đó thì sẽ để cho một nội các và một thủ tướng đứng đầu. Và từ năm 1932 thì nước Thái đã nghĩa là chuyển đổi qua cái nền quân chủ độc hiến giống như là Nhật Bản hay là Anh. Và suốt trong những cái giai đoạn đó thì có thể nói rằng là cái sự cộng tác giữa vua với lại tức là hoàng gia với các cái tổ chức đảng phái chính trị đó, rất là chặt chẽ với nhau, đặc biệt là giữa cái thời của Đức vua Rama 9 đó, thì ông có một cái gọi là được dân chúng Thái Lan kính trọng rất là nhiều, là bởi vì ông rất là thương dân và ông dành nhiều cái nỗ lực để làm sao cải thiện cái đời sống của người
người dân của Thái Lan. Cho nên có thể nói rằng là người dân Thái Lan đó đã thương và kính trọng vua coi như là Bhumibol một cách tuyệt đối. Và vì lý do đó mà khi mà ngài đã mất năm 2016 đó, là có thể nói rằng là dân chúng từ khắp nơi, từ nông thôn về để coi như là để tang cũng như là khóc lóc rất là nhiều. Và đặc biệt trong cái lúc mà vua coi như là nghĩa là đóng cái là vẫn vẫn còn hiện diện đó, đó thì nó xảy ra một cái biến cố chính trị trong cái nước Thái, đó là năm 1976, đó là cái sự đứng lên của sinh viên đã đấu tranh để đòi dân chủ, và đã xảy ra một cuộc tàn sát ở tại trường đại học gọi là Tamasak, khiến cho 100 sinh viên coi như là bị tử thương. Và đây nó là một cái tang, đây là một cái biến cố. Thế nhưng mà cũng nhờ cái đức độ, cũng nhờ cái lòng thương và cái uy của đức vua Rama chín đó, đó mà ngài cũng đã giải quyết được ổn thỏa và cuối cùng hàn gắn được những vết thương, và tất cả những tình hình chính trị của Thái đã ổn định trở lại suốt trong những cái nỗ lực đó. Thì có thể nói rằng là dưới triều đại của Rama chín đó, đó thì nước Thái đã ổn định và phát triển, mặc dù nó có một số những chuyển biến chính trị, nhưng mà ít ra ngài vẫn là cái người mà có thể có những cái uy tín đối với các đảng phái chính trị, kể cả vấn đề dân chúng, và được kính trọng một cách có thể nói là tuyệt đối. Nhưng mà năm 2016 đó, thì khi mà băng hà như vậy đó, thì ngài đã để lại có thể nói là một cái khoảng trống chính trị rất lớn ở tại Thái Lan. Cái khoảng trống chính trị đó nó tạo ra hai cái vấn đề. Thứ nhất đó, là cái sự nhiếp chính kế tục của Rama 10, tức là đức vua coi như là Maha Vajiralongkorn đó, thì như chị Xuân Phương vừa nói đó, là suốt nhiều năm ông không có mặt ở tại Thái Lan mà sống ở Âu Châu hoặc là sống ở Đức, và không quan tâm nhiều với cái tình hình chính trị của Thái, và lại đặc biệt là tiêu xài cũng hoang phí, cho nên có thể nói là ngài không được cảm tình với người dân rất là nhiều. Cho nên khi mà ngài nhiếp chính thì với cái tình cảm mà dân chúng nó không có, mà ngài lại không thường xuyên ở lại Thái, và đặc biệt trong cái vụ Covid vừa qua đó thì ngài lại ở bên Đức nữa, cho nên chính vì lý do đó mà cái tình cảm gắn bó và cái sự điều hướng với cái tư cách là lãnh đạo nước Thái đó nó không có, thì đó là con trống thứ nhất. Con trống thứ hai đó là cái sự cầm quyền của thủ tướng Prayut đó, thì nó cũng không phải là một sự cầm quyền được coi như chính danh, là bởi vì ông lúc mà tư lệnh lục quân đó, làm cuộc đảo chánh vào năm 2014 đối với nữ thủ tướng Jinla Sinawatra, là một người nữ thủ tướng mà nó được sủng ái hoặc là nó được sự kính trọng và được yêu mến của người dân Thái rất là nhiều. Cho nên khi mà bà bị đảo chánh rồi bị phải coi như là lưu vong, thì nó cũng đã tạo ra những sự xào xáo vẫn trong vấn đề nội bộ chính trị của Thái. Và đáng lý ra thủ tướng Prayut khi mà đảo chánh xong đó thì hứa rằng là tổ chức cuộc tổng tuyển cử, nhưng mà ông đã kéo dài thời gian và đến năm 2019 mới tổ chức tổng tuyển cử. Và trong cuộc tổng tuyển cử đó đó, đó thì hai cái đảng đã thu phục cái lòng dân cũng như là chiếm được nhiều rất là nhiều phiếu, đó là đảng phiêu Thái và cái đảng thứ hai gồm là những người trẻ, đó là cái đảng coi là hướng về tương lai. Thế nhưng mà do những cái thủ đoạn chính trị cũng như cái sự liên kết với hoàng gia, thì thủ tướng Prayut đã được tiếp tục coi như là được bầu chọn làm thủ tướng, nhưng mà đa số người ta cũng không có kính phục mấy. Và đặc biệt là tháng 2 vừa qua đó thì thủ tướng Prayut đã dùng một thủ đoạn coi như là cấm không cho cái đảng coi như là hướng về tương lai có nghĩa là được hoạt động và giải tán đó, đó thì làm cho những người trẻ họ rất là bất mãn. Và chính những cái khoảng trống chính trị mà tạo ra từ hai cái yếu tố liên quan về cái sự coi như là ảnh hưởng của đức coi như Rama mới và thủ tướng Prayut ngày hôm nay đó, đó thì những người trẻ họ nhìn thấy rằng là cần phải có một sự thay đổi lớn tình hình chính trị của tại Thái. Mà muốn thay đổi như vậy thì cái nền tảng chính đó là chế độ hoàng gia. Thì cái tháng 8 vừa qua tại Đại học Thammasat, khoảng chừng 1.000 sinh viên tham dự, là nơi đó lần đầu tiên có thể nói là trong lịch sử của Thái Lan họ đã công bố một cái bản tuyên ngôn 10 điểm để yêu cầu coi như là cải cách cái chế độ hoàng gia. Thì trong 10 điểm mà nêu ra đó đó thì nó có một vài điểm mà tôi nghĩ rằng là nó đáng cho chúng ta chú ý. Cái điều đầu tiên đó, tức là họ yêu cầu phải bãi bỏ điều 6 của hiến pháp năm 2017, tức là không có bất cứ ai coi như là có thể coi như kết án về cái chuyện mà chống lại nhà vua. Cái điều thứ hai là bỏ cái điều 112 của luật hình sự,
tức là công nhận cái quyền ngôn luận của người dân, và người dân có quyền coi như là phê phán phê bình về cái chế độ quân chủ. Hay là cái điều thứ ba đó, cái yêu cầu thứ ba đó, tức là chấm dứt cái sự can dự của hoàng gia vào cái việc mà gọi là phê chuẩn về cái việc mà đảo chánh, mỗi lần đảo chánh của một số những tướng lãnh, và cái từ đó cái tự tạo ra tình trạng xào xáo ở trong vấn đề chính trị. Hay là cái điều yêu cầu thứ tư đó, là chấm dứt cái chuyện mà giáo dục tôn sùng hoàng gia một cách coi như là quá đáng đó. Thì tôi nghĩ là những cái đòi hỏi này đó, nếu mà có cải cách sửa đổi đó, thì tôi nghĩ đây là một cách mạng rất là lớn, và có thể nó đưa Thái Lan sẽ trở lại cái tình trạng xung đột chính trị một cách coi như là lành mạnh, giống như trường hợp ở bên Anh hay là giống như trường hợp bên Nhật, và nó tránh đi những cái sự lộn xộn câu kết giữa hoàng gia với những cái tướng lãnh mà mỗi lần họ muốn coi như không hài lòng với chế độ chính trị họ đã đảo chánh, thì từ đó nó cướp đi hoặc là nó phá đi cái hệ thống chính trị dân cử mà Thái Lan đã xây dựng từ nhiều năm qua. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự tranh đấu của sinh viên nó nhắm vào cái nỗ lực đó là cải cách căn bản về cái hệ thống chính trị của Thái Lan để mà xây dựng một tương lai mới cho sư Thái đó, thưa chị Xuân Phương. Đối với yêu cầu Thủ tướng Prayut phải từ chức trong 3 ngày và tổ chức bầu cử lại quốc hội, thì tuy ông Prayut không có từ chức trong cái thời hạn mà giới sinh viên thanh niên Thái Lan đưa ra, nhưng mà ông ta cũng đã tỏ thái độ hòa hoãn, rút lại cái lệnh khẩn cấp cấm không cho tụ tập đông người. Vậy ông Lý Thái Hùng có nghĩ là trong thời gian tới, phong trào biểu tình của giới sinh viên thanh niên Thái Lan có khả năng tạo đủ áp lực để mà Thủ tướng Prayut từ chức hay không? Và nếu Thủ tướng Prayut không nhượng bộ, thì tình hình Thái Lan sẽ như thế nào? Dạ vâng, ngày 21 tháng 10, tức là có một hàng ngàn sinh viên đã tụ tập trước dinh Thủ tướng, và họ đưa ra cái yêu sách là Thủ tướng Prayut phải từ chức, và cái tối hậu thư là trong vòng 3 ngày. Tức là trên nguyên tắc vào 5 giờ chiều ngày thứ Bảy là Thủ tướng Prayut sẽ phải từ chức, nhưng mà qua những cái gì mà ông nghĩa là thông báo với báo chí đó thì ông không nhượng bộ. Tuy nhiên cái việc mà ông rút lại cái lệnh khẩn cấp là không cấm tụ tập trên 5 người đó, thì tôi cho đây là một sự hòa hoãn câu giờ. Thì tôi nghĩ rằng là với cái cường độ biểu tình ngày hôm nay đó, nó chưa đến nỗi một cái áp lực mạnh để mà nó đưa đến cái sự nhượng bộ của Thủ tướng Prayut, mà tôi nghĩ ông cũng phải dựa vào hoàng gia và đã coi cái tình hình biểu tình. Thì theo tôi nghĩ rằng là cái cuộc biểu tình và những áp lực của sinh viên nó phải kéo dài thêm một tháng nữa với những cường độ mạnh mẽ hơn, thì tôi nghĩ lúc đó đó thì Thủ tướng Prayut mới quyết định là ra đi hay ở lại. Thì tôi nghĩ hiện nay cái tình hình vẫn còn quá sớm. Nhưng mà với cái đòi hỏi cũng như vận động đấu tranh của sinh viên Thái Lan ngày hôm nay đó, thì tôi nghĩ rằng là cái cường độ nó sẽ càng ngày càng cao hơn. Và cái việc mà họ ra tối hậu thư 3 ngày đó, nó cũng chỉ là cái lý cớ để họ tác động thêm dư luận và cái làn sóng đấu tranh nó mạnh mẽ hơn trong những thời gian tới đây đó, thưa chị. Nhưng Lý Thái Hùng có nói lúc nãy là cách thức tổ chức các cuộc biểu tình ở Thái Lan có nhiều điểm giống với phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông, cho thấy là các nhà đấu tranh dân chủ trẻ của Hồng Kông đã hỗ trợ mạnh mẽ với thanh niên, sinh viên Thái Lan. Trong các cuộc biểu tình ở thủ đô Bangkok mới đây đó, những người biểu tình cũng đã hô những cái khẩu hiệu đòi tự do dân chủ cho Hồng Kông. Theo ông Lý Thái Hùng thì các cuộc biểu tình của giới trẻ Thái Lan có tạo ảnh hưởng hay chuyển tải một cái thông điệp gì đến giới trẻ ở những quốc gia trong vùng hay không? Theo như là những cái dư luận báo chí được loan tải, thì cái sự liên kết giữa những người đấu tranh ở tại Hồng Kông với những anh em sinh viên, học sinh ở tại Thái Lan đó, nó rất là chặt chẽ. Và theo BBC cho biết đó, là hiện nay sinh viên ở tại Đài Loan, tại Hồng Kông và tại Thái Lan đã liên kết với nhau trong một cái nhóm nó gọi là liên minh trà sữa. Và trà sữa chắc quý vị cũng biết là đây là cái món mà ưa thích nhất của giới trẻ ở tại Đông Nam Á. Và họ dùng cái tên là liên minh trà sữa để nối kết với nhau. Và theo như một số báo chí cho biết là cái liên minh này là gồm một số những cái nhà đấu tranh hoặc là những người sinh viên tích cực
trên mạng của ba quốc gia là Đài Loan, Hồng Kông và Thái Lan. Và cái mạng này đó, nó không chỉ là những người sinh viên ở tại ba quốc gia đó không, mà nghe nói rằng là hiện nay đã lan tỏa đến Việt Nam, đến Campuchia, đến Malaysia và Indonesia, và có thể nó sẽ liên kết trên toàn thế giới, là bởi vì hiện nay sinh viên của Thái Lan đang du học ở nhiều nơi trên thế giới, và nhiều sinh viên đang du học ở những Âu Châu hay là ở Mỹ cũng ủng hộ trong cái gọi là cái liên minh trà sữa này. Thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu của họ là gì? Như tôi có thưa lúc nãy đó, là những người trẻ ở tại Thái Lan họ muốn tạo một sự chuyển đổi để xây dựng một cái tương lai Thái Lan mà nơi đó cái vị trí của hoàng gia đặt cho đúng chỗ, và cái nền chính trị của tại Thái Lan nó không bị những cái những tướng lãnh đảo chánh, thế xong rồi họ nhờ coi như là hoàng gia, coi như là chúng y, thì cuối cùng coi như là họ phá vỡ đi những cái nền tảng dân chủ như vậy. Và nếu cứ tiếp tục như vậy thì Thái Lan sẽ bất ổn định. Và lần này họ mong muốn làm sao để mà coi như là cái tình hình chính trị ở tại Thái Lan đó, nó được xây dựng trên nền tảng của những đảng phái đa nguyên dân chủ. Thì với những cái ý nguyện và cái nguyện vọng như vậy đó, và với cái sự liên kết giữa giới trẻ như vậy, thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn cái phong trào đấu tranh ở tại Hồng Kông cũng như là tại Bangkok nó sẽ có sự liên kết và tạo sự ảnh hưởng rất là rộng rãi ở tại coi như là Đông Nam Á trong thời gian trước mặt đó, thưa chị. Vâng, hy vọng là giới trẻ Việt Nam cũng sẽ tham gia mạnh mẽ vào liên minh trà sữa với giới trẻ của các nước khác. Một câu hỏi sau cùng, thưa ông Lý Thông, Thái Lan đang bị Hoa Kỳ và thế giới Tây phương cô lập từ năm 2014, sau khi mà nhóm quân Việt đảo chánh chính quyền dân sự của Thủ tướng Dinglut Sinawatra. Vì vậy, trong những năm qua, chính phủ của Thủ tướng Prayut phải dựa vào Bắc Kinh để mà phát triển kinh tế. Theo ông Lý Thế Hùng thì liệu lần này Bắc Kinh có sẽ nhúng tay vào để mà cứu chính quyền của ông Prayut, để qua đó chi phối Thái Lan như một cái điểm tựa nhằm chống lại chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng của Bộ Tứ hiện nay hay không? Như chúng ta biết là Thái Lan là một đồng minh của Hoa Kỳ, đồng minh chiến lược từ cái thời chiến tranh Việt Nam trước năm 75. Và Hoa Kỳ cũng như Nhật Bản đã giúp cho Thái Lan rất là nhiều về vấn đề kinh tế, kể cả vấn đề an ninh chính trị. Cho nên Thái Lan có thể nói rằng là đã phát triển rất là mạnh trong những thời gian vừa qua. Và có thể nói Thái Lan ở một cái vị trí rất là quan trọng của Đông Nam Á. Hiện nay cái nền kinh tế Thái Lan đứng hàng thứ ba sau Indonesia và Singapore. Nhưng mà có thể nói là trong vòng vài năm trở lại đây đó, là do những cái sự khủng hoảng vấn đề chính trị, thì cái tình hình kinh tế của Thái Lan đang gặp rất là nhiều trở ngại. Và đặc biệt khi mà Thủ tướng Prayut đã đảo chánh đưa Thủ tướng Dinglut Sinawatra đã đó, thì Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối. Và từ đó một số những quốc gia phương Tây cũng phản đối và cô lập. Thì đương nhiên, trong cái bối cảnh mà khó khăn như vậy, thì Thủ tướng Prayut đã phải hướng về phía bên, coi như là Bắc Kinh. Và năm 2014-15 đó, thì Bắc Kinh bắt đầu bành trướng mạnh mẽ ở tại Đông Nam Á, là tại vấn đề Biển Đông. Cho nên họ cũng cần một số những quốc gia, coi như là đứng về phía Bắc Kinh, để mà coi như là không cho khối ASEAN của những đoàn kết một khối để chống lại Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Cho nên có thể nói rằng là từ năm 2014 trở đi đó, thì Thái Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện là nằm ở trong cái tầm ngắm của Trung Quốc, để mà họ coi như là lúng đoạn những cái sự đoàn kết là phải chi phối về những quyết định của khối ASEAN. Và đương nhiên ngược lại thì Trung Quốc cũng đã giúp cho Thái Lan rất là nhiều, ví dụ vay mượn tiền để mà phát triển kinh tế, hoặc là xây dựng một số những cái đường xá, hoặc là đường hóa xa, hoặc là nhà Trung Quốc đóng cho ba cái tàu ngầm với một số tiền nghĩa là nó rẻ hơn so với Hoa Kỳ vân vân chẳng hạn. Thì đương nhiên Bắc Kinh cũng có tạo một số sự ảnh hưởng đối với Thái Lan, nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì đương nhiên trong nội bộ của chính trị tại Thái Lan đó, thì họ cũng có những cái khuynh hướng nghi ngờ về những cái thiện chí của Bắc Kinh, cho nên chứ không phải là hoàn toàn đi theo Bắc Kinh, mà cũng nhìn thấy rằng là họ cũng muốn làm sao tạo được cái mối quan hệ đối với Hoa Kỳ và đối với Nhật Bản. Thì tôi nghĩ rằng là cái cho đến ngày hôm nay đó, với cái cuộc đấu tranh của sinh viên nó còn quá mới và chưa nhìn thấy cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc vào trong cái tình hình chính trị của Thái Lan hiện tại nó như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là với đường dài
với những cái cuộc biểu tình của sinh viên càng ngày càng gia tăng để mà áp lực lên chính quyền Prayut đó, thì tôi nghĩ nó có hai việc cảnh sẽ xảy ra trong thời gian tới đây. Cái việc cảnh đầu tiên là Thủ tướng Prayut sẽ hợp tác chặt chẽ với chế độ hoàng gia để cương quyết gọi là không, gọi là chấp nhận những cái yêu sách của phía sinh viên, và sẽ tăng cường cái biện pháp đàn áp để khống chế, và cuối cùng coi như là cái cuộc biểu tình của sinh viên sẽ bị tan rã, là bị cô lập. Thì tôi nghĩ đó là cái viên cảnh thứ nhất là có thể xảy ra như vậy. Cái viên cảnh thứ hai đó là mặc dầu Thủ tướng Prayut sẽ tiếp tục coi như là kiên định không từ chức và coi như là áp lực sinh viên phải ngừng những cuộc biểu tình, nhưng mà không chỉ sinh viên không, mà những lực lượng chính trị khác, ví dụ như là đảng Phiêu Thái hay là đảng Hướng Đến Tương Lai chẳng hạn, hoặc là những cái thế lực cũ của cựu thủ tướng Thaksin hay là Chirag Shinawatra đó, sẽ ủng hộ đằng sau để tạo thành những cái áp lực, và có thể là nó không chỉ là sinh viên không, mà có thể những người nông dân hoặc là những cái người dân ở thôn quê sẽ về thủ đô hỗ trợ để biểu tình, tạo thành những cuộc biến người, và nó tạo những cái sự khó khăn về chính trị, dẫn đến những cái sự rối loạn vấn đề kinh tế đó. Thì lúc đó có thể là thủ tướng coi như là Prayut sẽ phải coi như là giải tán và từ chức, và đưa đến cái cuộc coi như là tổng cư mới. Mà nếu mà tổng cư mới như vậy thì chắc chắn những cái thế lực chính trị mới họ sẽ vào và thay đổi hiến pháp, thì có thể đã đưa đến một cái cục diện mới của xứ Thái, giống như cái điều mà sinh viên Thái hiện nay đang tranh đấu. Thì với hai cái việc cảnh đó, thì tôi vẫn nhìn thấy rằng là với cái chiều hướng mà khó khăn của Thái Lan ngày hôm nay, và với cái sự cô lập của Hoa Kỳ cũng như các phương Tây đó, thì tôi nghĩ chiều phần Thủ tướng Prayut phải từ chức và phải qua nhà giải tán quốc hội để mà tuyển công tổng thư ký lại. Thì nếu mà tổng thư ký lại và với những nguyện vọng của sinh viên đó, thì có thể họ sẽ cải sửa hiến pháp hoặc những cải tổ lại chế độ hoàng gia. Thì có như vậy đó, thì cái tương lai của xứ Thái nó sẽ có một số những phát triển mạnh mẽ hơn. Thì thưa chị, thì với hai cái viễn cảnh như vậy thì hiện nay có thể nói là còn quá sớm để cho thấy rằng là cái tình hình chính trị sẽ nghiêng về cái phong trào đấu tranh của sinh viên, hay là nghiêng về phía hoàng gia cũng như là chính quyền của Thủ tướng Prayut. Thì tôi nghĩ là phải từ đến cuối năm, với những cường độ đấu tranh mà nước ngày càng mạnh mẽ đó, thì tôi nghĩ là Thủ tướng Prayut phải từ chức thôi. Thì đó là cái khuynh hướng chung mà trong những cái diễn biến chính trị trong 10 năm ở tại Thái Lan đó, thì thường là những người thủ tướng khi bị áp lực quá mạnh thì phải từ chức và tổng tư cử trở lại để mà có một chính quyền mới và để thay đổi tình hình chính trị. Thì tôi nghĩ cái viễn cảnh đi có thể nó sẽ là như vậy, nhưng mà nó như tôi có vừa chia sẻ, nó vẫn còn quá sớm để chúng ta chờ đợi để theo dõi cuộc biểu tình như thế nào. Thì nếu cần thì chúng ta sẽ có những cái lường định trong thời gian tới, thưa chị Xuân Phương. Rất cảm ơn ông Lý Thế Hùng đã dành thời gian chia sẻ nhận định của ông về một phong trào đấu tranh mà Xuân Phương tin chắc là có rất nhiều điều hữu ích để chúng ta học hỏi. Một lần nữa cảm ơn ông Lý Thế Hùng đến với chương trình Việt Nam 360. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình lần tới. Dạ vâng, cảm ơn chị Xuân Phương và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Việt Nam 360. Xuân Phương cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi hội luận của chúng tôi với ông Lý Thế Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân, nói về làn sóng đấu tranh của giới thanh niên sinh viên Thái Lan hiện đang tạo sự quan tâm của dư luận trên toàn thế giới. Mong là các bạn giúp chia sẻ chương trình đến cho nhiều người cùng xem. Và một lần nữa, nếu các bạn chưa ghi danh với kênh YouTube Việt Tân thì đừng quên bấm nút ghi danh. Thân mến, chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần tới.